Xa nữ Việt Nam. Hay quá. Tuyệt calaver. Trời ơi, Pháp Kiều luôn. Trời ơi. Quá dữ. Kéo nhỏ đi. Quá dữ. Để cái top shot. Yeah. Quay lại cái dáng nó chỗ này lẹ lên, cho cái steady cam lên đi liền. Hay 20. Nice. Cho một cái steady cam lên, anh quay lại cái hiện trường của ông Pháp Kiều nó nhảy cho tôi. Rồi. Quá ghê. Đỉnh thiệt. Giỏi quá. Quá anh em giỏi quá ha, anh em nhảy ghê quá. Đi về đi anh ơi, em thấy không ổn tí nào ấy. Nhưng tôi biết đúng rồi, quá dữ. Đây gọi là dấn thân về nghệ thuật này các chị. Xuất sắc Kiều ơi, gia đình tự hào về em. Waacking thì đã bắt đầu có cái chỗ đứng rồi và mọi người đã biết rồi, nhưng mà Voguing thì nó rất là mới. Và bộ môn Voguing ấy thì là nó là dành riêng cho cộng đồng LGBT. Và nó là một bộ môn mà nó không phải chỉ là nhảy, mà nó có rất nhiều ý nghĩa nằm trong bộ môn đấy. Thì giống như mà cái động tác kết thì thật ra là ở trên cộng đồng mạng cũng rất là hay bị nhầm là gọi cái kỹ thuật đấy gọi là Dead Drop, có nghĩa là ngã chết. Thế nhưng mà thật ra ý nghĩa của nó lại không phải là ngã chết, mà tại vì là ở trong cộng đồng LGBTQ trước đây ở Mỹ thì họ có rất nhiều người bị mất tại vì là bệnh, cho nên là cộng đồng Voguing họ mới sáng tác cái too much information. Không nhất thiết là mình phải ngã, quá nhiều mình có thể hiểu rất là nhẹ nhàng và nhiều thứ phải học đẹp. Và đôi khi là cái mình ngã như vậy ấy, là để người ta tôn vinh những cái sự ra đi đó. Nó không có nghĩa là chỉ là ngã chết, mà nó là một cái sự rất là tôn vinh. Tức là cái động tác đấy ngoài cái việc là lên social thì nó rất là bắt mắt, thì nó còn có rất là nhiều ý nghĩa trong đấy. Cho nên là đây là một cái lời cảm ơn và gọi là tôn trọng đối với Pháp Kiều khi mà đã mang một cái bộ môn mà nó rất là underground. Trời ơi, respect. cả rồi. Tuyệt cả là bơi. Cố lên. Tuyệt cả là bơi. Giỏi quá. Hay quá. Và nó rất là có nhiều cái nội dung ý nghĩa ở bên trong đó. Nên là em mới muốn đính chính về cái mặt chuyên môn. Tại vì là nó chỉ có 30% là Waacking thôi. Còn lại phần chính của nó là Voguing. Mọi người căng quá, áp lực quá. Run luôn mà. Thấy anh em tập kỹ, đang run. Động tác sắc nét, nhảy đâu ra đó. Và chắc là không có gì để chê cả. Chúc mừng bạn. Trời ơi, giỏi quá. Không cần phải câu chuyện hay gì hết. Và bạn cho ra được cái đề bài đó. Và bạn giải quyết được cái đề bài đó một cách thuyết phục. Và Lâm cảm thấy rất là vui khi được thấy Voguing và Waacking trên sân khấu truyền thông lớn như thế này. Wow. Xin cảm ơn giám khảo Xuân Lâm. Đúng, nhảy là chỉ nhảy thôi. Dạ, bớt câu chuyện lại nha các thí sinh ơi. Dạ. Phải gọi là Pháp Kiều ăn và không để lại vụn. Pháp Kiều. Ghê quá. Trời ơi. Hiểu rồi. Mình chọn cho Pháp Kiều ạ. Anh trai Winley, anh nghĩ sao về phần thi vừa rồi? Dạ, sau khi em xem Pháp Kiều trình diễn thì em thấy cột sống của mình thật là yếu ớt. Lo hả em? Dạ. Hình như em sắp ra quân phải không? Dạ không, em vòng 3 rồi. Cảm ơn em. Anh trai Hiếu thứ hai, anh nghĩ sao về phần thi vừa rồi ạ? Dạ, đầu tiên thì em rất là respect Pháp Kiều ạ, quá tuyệt vời. Và em chỉ muốn nói một câu thôi là Pháp Kiều ăn và không để lại vụn ạ. Cảm ơn anh. Anh trai Jason, anh thấy sao? Thực là chưa bao giờ thấy hình ảnh này của Pháp Kiều, vì em phải rất là nể phục. Mà đã rất hay rồi, bây giờ thêm của Waacking đã rất hay nữa. Nhưng mà Pháp Kiều, anh phải cho em một câu, đó chính là chuẩn bị xem Erik tìm anh nhá. Gãy. Cảm ơn anh trai. Khen nhưng mà cũng không quên đá. Dạ. Cảm ơn các bạn. Một tràng pháo tay nữa cho Pháp Kiều. Giỏi quá. Tuyệt vời. Cảm ơn em. Sir, cố lên nha. Trời ơi, cổng về luôn. Trời ơi. Trời ơi, thương quá rồi, cổng về luôn. Hay quá em ơi. Tuyệt vời. Hay quá. Út cưng mấy em ơi. Trời ơi, thi thương quá trời. Hay quá. Hay quá Kiều ơi. Áp lực được trả là xứng đáng nhá. Thí sinh Hùng Huỳnh. Let's go. Let's go. Yes sir. Thứ dữ không vậy trời. Baby boy. Yeah. Tuyệt cả là vời. Ê. Hùng Huỳnh nhảy cùng mình. Hùng Huỳnh nhảy cùng tôi. What? Hùng Huỳnh nhảy cùng mình. Hùng Huỳnh nhảy bất thình lình. Căng thế. Lo cho anh Erik quá. 999. Xé rèm. Đức Phúc. Ủa Đức Phúc đúng không? Quá đẹp. Đi về. Sao? Giỏi quá. Tụi nó nhảy ghê quá hả? Còn xét thật chứ. Dạ, xin mời Xuân Lâm ạ. Lâm cảm thấy quá là thuyết phục với tiết mục của Hùng Huỳnh. Wow. Không thể tin được là chắc mình phải tự bác bỏ ý kiến của mình là có một cái câu chuyện nhưng mà theo hướng trừu tượng và hình ảnh nó vẫn rất là hiệu quả. Và Hùng Huỳnh chỉ trong vài giây thôi cho Lâm quá nhiều tiết tấu, thay đổi, rất là điện ảnh. Cùng vào đó là thật sự kỹ thuật nhảy, không chỉ động tác không mà kể về biểu cảm và năng lượng bên trong. Nể phục hơn nữa là khi hoàn tất bài á, Hùng Huỳnh đứng dậy á, và cảm giác là có thể làm lại cái này thêm 10 lần nữa vẫn thoải mái. Rồi quá. Dạ, cảm ơn. Nhảy mà không thấy mệt. Mấy thí sinh nhảy xong là thở, là nói chuyện không nổi. Em có thể freestyle lại cái con beat này một mình em. Yeah. Oh my god. Yes sir. Ok không? Thank you mọi người. Đúng rồi chứ không? À, làm lại một lần nữa. Freestyle phát. Freestyle. Ghê quá. Ghê quá. Ghê quá. Đam mê bước nhảy. Wow. Bé rồi, đúng rồi. Bé. Tư tim của hai người. Em lo quá rồi. Vòng này sinh ra là dành cho mình. Bây giờ mình là Anh Trai, chúng tôi xin thông báo là tập 4 của chúng tôi đã nằm top 1 trending rồi. Concert Anh Trai Say Hi, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 9. Trao giải luôn. Trao giải đi anh ơi. Trao giải luôn. Trao giải đi. Trao giải luôn đi. Proud thôi. Thôi. Chạy ghê quá. Chịu rồi, chịu rồi, chịu rồi. Thời gian thì mình trao giải luôn đi. Sao? Dương Đồng Miết muốn lên nhảy lại tao hợp đấy hả? Thôi không anh ơi. Thôi. Em đau chân lắm. Dương Đồng Miết muốn lên nhảy lại tao hợp đấy kìa. Đỉnh quá, đỉnh quá. Rồi thôi. Hiểu rồi. Không về luôn đi. Anh Tú. Tôi lại còn anh Tú ngay lúc này. Anh nghĩ sao về phần thi vừa rồi ạ? Anh yêu em. Em tuyệt vời. Em là 10 trên 10. Không có gì để nói với em 10 nữa. 10 trên 10. Anh có nhưng gì không ạ? À? Anh không nhưng đúng không ạ? Em không nhưng được anh ạ. Không nhưng nha. Nó làm cho em không thể nhưng được. Ok. Hurricane anh nghĩ sao ạ? À? Em là đã chung team với Hùng Huỳnh Gemini từ round 2 đầu đội sân. Sau là em cũng hiểu là Hùng Huỳnh mạnh như thế nào. Hùng Huỳnh làm em rùng mình. Cảm ơn các bạn. Và nếu như yêu mến tiết mục vừa rồi, bình chọn cho Hồng Quân. Bình chọn bắt đầu. Ghê quá. Vâng, thời gian bình chọn hơn 100 phút tay nữa cho Hồng Quân. Hồng Quân. Và xin cảm ơn phần hỗ trợ của Đức Phúc. Anh em mà lên ghế. Cảm ơn em. Anh em mà lên ghế rồi. Không phải lên ghế đi. Anh em mình đâu rồi? Anh em mình đâu rồi? Hai quá hay. Bên em ai thấy em không? Quá hay luôn. Đi lên luôn không? Mình lên luôn đi, anh chơi son đâu, anh chơi son đâu. Quá good, quá good. Tao lạy mày. Lên đi anh em, vui vẻ đi, vui vẻ đi. Thưa quý vị, tao lạy mày. Phần trình diễn tiếp theo, hãy dành tràng pháo tay cho Erik. Lên luôn không? Anh ạ, trước khi mà Erik trình diễn thì nhóm trưởng hiếu thứ hai của em có đôi lời sự can rút kinh nghiệm về cái phần căng băng rôn để bị trừ điểm vừa rồi. Dạ không. Khác thì tôi chỉ nhắc nhở thôi à. Không căng cái gì hết, không căng hết đâu. Dạ tụi em đã lợi dụng cái tận dụng cái lợi thế của người thi sau. Mà em nãy giờ ngồi lắng nghe và tiếp thu tất cả những nhận xét của những người giám khảo chuyên nghiệp ở đây. Nói như vậy có nghĩa là trước đó các anh đã định lên làm điên làm khùng đúng không ạ? Có thể nói như vậy. Hay quá, tôi đã đoán được đọc đối nghĩa của anh. Xong rồi sau đó là tụi em đã tìm cách khắc chế nó bằng cách dựng luôn một bài mới. Hay quá. Trời vậy ơi, để mà có thể gọi là tiêu diệt tất cả các team này. Tôi đang đợi chờ tiết mục của các anh. Dạ vâng, dạ vâng. Chờ đi. Xin mời Erik. Xin phép được lui về phía sau ạ. Anh kia giãn ta hả? Ôi trời ơi, anh Quỳnh kệ lửa kia, chào lửa kia. Sợ quá, ác luôn. Trời ơi, cái đội này đầu tư dữ vậy. Bởi vậy. Trời ơi, anh coi đi, coi đi. Nhìn thấy Ai Cập rồi. Em chung team mà còn nổi da gà. Vậy luôn hả? Tìm ai chung team đúng không? Vòng đấu quan trọng nhất anh ạ. Nếu vòng đấu không thắng, hai người vòng sau không được nhảy. Càng hóa, mai này nhảy càng hóa. Càng hóa. Có vẻ là chơi với lửa rồi. Có câu chuyện, cẩn thận câu chuyện không hiểu. Không hiểu thì mình tự tạo câu chuyện và mình giải thích. Anh Erik đâu anh? Erik hiện tại thì có thể nói là đang ẩn mình. Ẩn mình à? Ẩn mình. Erik đang bị mất tích rồi. Bây giờ mình phá cái tóc này được rồi đúng không anh Phúc? Bây giờ mình phá tóc này được rồi đúng không? Nó cứng quá rồi, xịt keo rồi. Bây giờ anh vuốt cái tóc này chỉ để ở đằng sau tấm màn thôi. Anh bị keo hơi, nãy dở hơi quá. Không nghĩ là cái tóc mình khác. Cái ý đồ là để là tưởng là một người mà quên mình nhớ cái tóc mình là tóc khác. À. Cái gì đấy? Wow. Wow. Trời ơi, visualizer luôn, chết rồi. Đấy. Jessica. Chuyển sang múa lửa luôn rồi. Múa lửa luôn rồi. Dày dàng dừng quá trời, chơi lớn rồi. Erik ơi. Cháy quá. Kinh khủng. Trời ơi. Rồi, mình lên đi về thôi. Hay quá. Mình đi về được không? Mình đi về được không? Hả? Go home. Hay mình xin phép đi về trước. Không chơi. Em biết hẹn nhóm em rồi. Hay quá. Đầu tư quá, nhóm nào cũng đầu tư. Trời ơi, nó hay quá em ơi. Thì em nói mà, nổi da gà hay. Jessica hay quá em ơi. Có nước không, có nước không? Có khăn giấy không, có khăn giấy không? Lại có chừng. Hay quá ha, đỉnh cao. Nổi da gà trời ơi. Về trước được không? Đâu rồi? Rồi đất ơi, dã man, em xem xong sợ luôn rồi. Hay quá. Đi về đi em ơi. Thôi đi về thôi. Về mai thôi, dạ rồi. Thôi bọn em xin phép bọn em đặt đi xe mà rồi. Vieon phiên bản toàn cầu miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.